gọi là vô lượng thọ Phật đó. Ngài thì còn có tên gọi theo tiếng Phạn khu du lịch tâm linh sắp thiên hiêu Đà Lạt Bảo Lộc Lâm Đồng. Mời cả nhà theo chân em để xem nha. Của Đức Phật A Di Đà và mang trong mình nguồn năng lượng cũng như là nguồn sức khỏe trường thọ, cho nên mình tới với lại Đức Phật trường thọ cả nhà đang xem tập 2 nha cả nhà. Ai muốn xem tập 1 lại em bữa hôm trước em đã làm tập 1 rồi á. Thì có chiều cao là 10, bên trong thì làm từ đồng chân khí và bên ngoài là được sơn nhũ vàng. Dạ, mình cũng có thể đi vào bên trong của Đức Phật trường thọ và chúng ta sẽ đi kinh hành xung quanh Đức Phật theo chiều kim đồng hồ từ trái sang phải. Dạ, để cầu mong là những may mắn, bình an và lợi lộc cho mình. Vừa đi mình có thể vừa đọc câu thần chú Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Vừa câu thần chú lục tự đại minh quang theo người Pháp. Dạ, cảm ơn gia đình, mời gia đình mình cùng nhau. Om Mani Padme Hum. Hỏi là anh mới tới đây thì chùa đây là mình là ví dụ nói chùa thì theo Nam Tông hay Bắc Tông hay là như thế nào, em có thể anh nhìn thấy chưa hiểu về cái đó. Dạ, đây chính là đi lên trên bằng xe điện cả nhà. Khu du lịch tâm linh nằm trên đỉnh núi cả nhà. Chùa chiền rồi nằm trên đỉnh núi á, chuông rồi trên đó rất đẹp cả nhà, theo chân em để xem nha. Đây chỉ là một khu du lịch văn hóa tâm linh và hiện tại là đang theo văn hóa Phật giáo Kim Cương Thừa rõ nữ, thì đó chính là theo dòng truyền thừa Đình Quân Sa Dương. Dạ, văn hóa Phật giáo Kim Cương Thừa ạ. Dạ, Kim Cương Thừa. Dạ. À, chứ không có phải là một ngôi chùa như mọi người hay nói. Dạ, đây là khu du lịch thôi ạ. Câu thần chú là Om Mani Padme Hum. Chúc mừng em. Dạ, câu thần chú là Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Kim Cương Thừa thì như vậy, nếu anh hỏi sâu thiếu một xíu lời, dù như bên thì đã nói Nam Tông, Bắc Tông. Dạ, thì mình có thể nhận đây là Bắc Tông. Bắc Tông. Dạ, Bắc Tông. Bắc Tông. Bắc Tông. Bắc Tông. Rồi. Dạ. Tại vì anh là người cho nên nếu mà mình không có biết được rõ thì là gì thì mình có thể sẽ biết được nó là Bắc Tông. Bắc Tông. Dạ. Ai cũng bên tôn tượng của Đức Phật Trần Thọ, thì chúng ta có thể gọi với cái tên nguyên hơn là Vô Lượng Thọ Phật. Ngài còn có tên gọi theo tiếng Phạn là Amitabha, hay cái nghĩa là cuộc sống đại lạc, cuộc sống không còn đau khổ. Và đến với Đức Phật Trường Thọ thì gia đình mình có thể đi vào bên trong Đức Phật để chúng ta tham quan kỹ hơn. Và mình có thể đi kinh hành xung quanh Đức Phật là theo chiều kim đồng hồ từ trái sang phải. Vừa đi chúng ta sẽ vừa nhất tâm cầu những điều may mắn tốt đẹp, cũng như là mình có thể đọc lên câu thần chú Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Padme Hum. Padme Hum. Padme Hum. Là thằng chú mình cũng phải đọc chữ kinh luôn gì đó. Om Mani Padme Hum. Và gia đình mình có thể đi di chuyển xung quanh Đức Phật là bao nhiêu vòng cũng được, tùy theo sức khỏe và tùy theo tâm trí của mình. Dạ. Cả nhà đang xem cảnh khu du lịch tâm linh Xuân Tịnh Hiêu tập 2. Tượng Phật có sao giác vàng rồi cả nhà. Ai muốn xem lại tập vàng thì vô kênh em đã xem. Chúc cả nhà có ngày mới quá trời đẹp không? Thành công nhiều may mắn trong cuộc sống. Có tượng kinh lưng dưới kia là to cao. Giác vàng còn tượng to cao mấy chục mét không à. Và cả nhà theo chân mình để đi tham quan nha. Cảm ơn và xem video. Hello cả nhà, chào cả nhà. Đến với cảnh Xâm Thành Hiêu Đà Lạt Lâm Đồng. Xâm Thành Hiêu Đà Lạt Lâm Đồng. Nơi đây có cầu bằng tay và tượng Phật rất đẹp cả nhà. Tượng giác vàng lớn không à, rất đẹp. Khu du lịch Xâm Thành Hiêu Đà Lạt Bảo Lộc Lâm Đồng, mời ai có nhu cầu thì đến đi tham quan du lịch nha. Cầu bằng tay rất đẹp các nhà. Mời cả nhà theo căn mình để xem nha, rất nhiều cảnh đẹp. Trong chánh điện thì rất đẹp và nhiều hiện vật quý, nhưng cấm quay phim nha cả nhà, cấm quay phim chụp hình trong chánh điện này. Khu du lịch này
Trong các chánh điện lớn này có rất nhiều cảnh đẹp và nhiều hiện vật quý, nhưng cấm quay phim nha cả nhà, cấm quay phim chụp hình, nên em chỉ được quay và chụp hình ở ngoài này cho cả nhà xem thôi, chứ còn cho vô trong đó nhưng mà đều không được quay phim chụp hình. Trong này rất đẹp cả nhà, mà dát vàng nhiều lắm, nhiều hiện vật quý hiếm, mời cả nhà đón xem nha. Còn nhiều cảnh đẹp và trên đường đi về bằng đi bằng xe điện nữa cả nhà, nên mời cả nhà theo chân em để xem. Ở đây trong lành và thơ mộng, đẹp quá cả nhà ơi. San Angel Đà Lạt ở chỗ Đức Trọng á. San Angel Đà Lạt. Đang nghỉ uống nước rồi chuẩn bị đi xuống đi về cả nhà. Đi về bằng đi xe điện đó đó. Đi xe điện. Nên khu du lịch này quay tòa tháp lớn nhất thế giới và có câu thần chú là Omni Padme Hum nè cả nhà. Mình đi mình đọc cái đó là câu đó là để cầu nguyện. Câu thần chú này có ý nghĩa là cầu mong mọi chuyện được tốt lành cho gia đình mình, cho mình và những người thân và cả thế giới luôn. Đang chạy xuống núi đó cả nhà, xe nó chạy rất nhanh đó cả nhà, chạy xe điện chạy rất nhanh, nó đưa khách tham quan xuống đó. Nó có 2-3 chiếc rồi, đi xuống bãi tập kết ở dưới chân núi, chân đồi.